Hôm nay tiếp tục gửi đến các anh chị em mà quan tâm đến tiền điện tử và lĩnh vực Aerob một kèo đào coin khá là hấp dẫn. Cái kèo này thì là coin sàn các bạn nhé. Tên dự án là Sela. Thì cái dự án này đến từ châu Phi và mình nhấn mạnh lại cái coin này là coin sàn. Coin sàn thì thường là rất có tiềm năng. Thì các bạn đây là cái giao diện chính của cái app đào Sela này. Các bạn có thể kích vào cái đường link mình để dưới mục mô tả. Đây cái đường link này để các bạn download cái app đào về và tiến hành đăng ký, hoặc là các bạn có thể vào Google Play hoặc là App Store download cái app đào Sela về và nhập cái mã mời này để ủng hộ kênh InvestTV chúng mình. Thì quay trở lại với lại cái dự án Sela, các bạn sẽ nhìn thấy giao diện của nó. Đây là số dư các bạn tích lũy được. Mỗi ngày các bạn vào khai thác, chỉ cần vào ấn nút khai thác một lần, đây là cái biểu tượng để các bạn vào khai thác đó. Thì ở đây là cái thời gian đếm ngược, sau mỗi 24 tiếng các bạn vào kích một lần, cũng giống như là P Network mà thôi đó. Và các bạn vào cái mục này, các bạn chia sẻ cái mã mời để tuyển thêm các cái người mà các bạn muốn tham gia vào dự án Sela. Thì ở đây dự án có các bước KYC các bạn nhé. Đây này, KYC sẽ vào KYC. Vậy cái điều kiện nào để các bạn có thể KYC được? Các bạn phải đang khai thác và phải có ít nhất 15 ngày khai thác trở lên. Như ở đây thì mình khai thác được hai phiên đó, hai phiên nó để ở chỗ hai nhóm lửa này. Thì mình phải chờ 13 phiên nữa thì mới đủ điều kiện để KYC. Mình xin nhấn mạnh rằng với các bạn cái dự án này là cũng mới thôi, từ cuối năm 2023 đến nay mới đầu tháng 3 thôi. Thế nên là bạn nào mà tin tưởng vào những cái dự án Aerob kiểu như thế này thì có thể tham gia sớm khi mà tốc độ đào nó vẫn còn cao. Thì dự án roadmap của nó sẽ loanh quanh đâu đó cho khai thác khoảng 1 năm, và dĩ nhiên thời gian càng vào muộn thì cái tốc độ khai thác càng giảm. Mình giới thiệu những cái kèo mới như này khi mà tốc độ khai thác còn cao thì nó mới đáng kể, chứ các bạn vào sau thì nó cũng không còn nhiều nữa, nên là cái việc khai thác của bạn tích lũy cũng không được nhiều. Nhưng thôi, dù sao thì biết đến sớm hay muộn mình cứ đào và tìm kiếm cơ hội, biết đâu đào ít nhưng mà giá trị nó cao thì bạn vẫn thu lời được nhiều. Các bạn cứ nhìn những cái kèo Aerob trước đây mà mình đã giới thiệu như là Renet, Omega, Avive, đặc biệt là ICE Network. Ai những cái dự án đấy tham gia đều có thể thu tiền về được, thu nhiều hay ít phụ thuộc vào cái sự nghiêm túc và cái sự kiên nhẫn của các bạn với cái dự án đấy. Thế nên là với một cái kèo coin sàn như thế này thì mình đánh giá là khá tiềm năng, do đó thì tiếp tục chia sẻ để quý vị và các bạn có thể tham gia cùng với chúng mình. Mình sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về những dự án như thế này để gửi đến quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.